Chào thầy và các bạn, hôm nay em sẽ thiết kế mặt hiển thị LCD chiều to. Đầu tiên là phần cứng gồm một con bit 18F4550, một thanh ghi dịch 74H5573, hai ISO chốt là hai ISO dịch là 74H5595 và một con LCD một con LCD để hiển thị dữ liệu gồm có 8 chân dịch dữ liệu, chân nguồn, chân nối đất, chân RS, RW và E, chân chân và cả hai chân led A và led K. Chân RE là RS là ngõ vào, RS, RW, E là chân ngõ vào. Chân RS dùng để điều khiển lựa chọn cho thanh ghi, còn chân RW dùng để điều khiển quá trình đọc và ghi, chân E là chân cho phép dạng xung chốt. Mặt gồm một con gồm có một thạch anh ngồi 8 con 8 cộng nốt, 8 con điện trở 220 ohm. Tiếp theo là phần code về code của chương trình. Chương trình khai báo thư viện là BitKit 2 ship 1, BitKit 2 ship LCD. Khai báo biến Y là in 8, biến LM35 thì in 16 byte. Đầu tiên là void cái hiển thị số cái số Z và tọa độ XY. Tọa độ câu tu LCD câu tu XY là X1. Còn trong con là for Y chạy từ 0 đến 6 là số thứ nhất là gồm 6 đoạn, số thứ hai là số nhất gồm 3 đoạn, số thứ hai là 3 đoạn. Khoảng cách cách nhau mà cách cách khoảng cách giữa hai số là một đoạn. Trong hàng bọn mình đây sẽ bỏ ISO chốt, sẽ bỏ adder clock deep 32, sẽ bỏ từ dùng n0 to n1 vs sạc border thì dùng hai bọc là n0 và n1, setup adder kernel adder. Tiếp theo là sẽ cái LCD cái hàm LCD data nhiệt độ là xuất cái chữ nhiệt độ ra, rồi LCD command 0x40 trong một lần for y từ 0 đến 64, nó sẽ giải mã cái mã 8 đoạn. Cái đây con không nói này. Trong lệnh qua chu thì đầu tiên người ta khai báo con LM35 đầu tiên là bằng 0. Tiếp theo là nó sẽ chạy từ 0 ra 1. Từ 0 đến 100 là cái đoạn LM35 bằng L. Cái đoạn này là cái đoạn tính toán đỡ cái con để nhiệt độ thì xuất ra sẽ không có bị nháy hoặc là chớp tắt bị giật. Trong hàng qua chu thì ta khai báo cái LCD hiển thị số Z tọa độ Y thì LM35 E-125 là đây là hàng chục cái số hàng chục, tọa độ là hàng 2 và cột thứ 5 bắt đầu từ cột thứ 5, số đầu tiên là hàng 2 cột 5, số thứ 2 thì bắt đầu từ hàng 2 và cột thứ 9. Tiếp theo là phần chạy chương trình, mình định nạp chương trình vào phần cứng. Nhiệt độ 0 0. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.